xác định danh tính người đàn ông gây rối tự xưng mình là ban chỉ đạo quận 7 tại trung tâm thương mại Aeon City Mart quận 7. Hai tổ phòng chống dịch tại Vũng Tàu xảy ra tranh cãi, thách thức đôi bên kiểm tra. Lực lượng trực chốt tại Bình Tân giúp sản phụ sinh con trên vỉa hè. Hàng trăm công nhân tại khu công nghiệp Quảng Ngãi tập trung ca hát khi chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Tổ biên phòng mật phục, nhóm đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu tháo chạy. Cảnh sát tỉnh Sapporo đã bắt giữ một người đàn ông Nhật Bản vì hành hung vô cớ với người đàn ông Việt Nam. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thử nghiệm công nghệ tự động theo dõi các tàu khả nghi. Bộ Y tế Nhật Bản cân nhắc việc pha trộn và kết hợp các loại vaccine COVID-19 khác nhau. Bão Ida mạnh nhất trong 170 năm qua đổ bộ vào bang Louisiana của Mỹ. Người đi đầu trong việc phản đối đeo khẩu trang tại bang Texas đã qua đời sau một tháng chống chọi với COVID-19. Nam Phi đã phát hiện một biến chủng đáng quan tâm của virus SARS-CoV-2. Đơn vị vận chuyển Nhật Việt ra mắt ứng dụng theo dõi tình trạng đơn hàng. Xin chào TV, xin chào Net Lớp. Đến hẹn lại lên vào lúc 20 giờ hàng ngày theo giờ Nhật Bản. Khánh Huyên chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Japan Daily Top News. Đừng quên tải ngay app Net Lớp để đón xem những chương trình hấp dẫn. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến ngay với bản tin ngày hôm nay. Một video đã được lan truyền trên mạng xã hội tối qua. Đoạn video cho thấy một người đàn ông đang gây rối tại trung tâm thương mại Aeon City quận 7. Người này to tiếng tự xưng mình là ban chỉ đạo quận 7, gây bức xúc dư luận. Công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã xác định được người đàn ông tự xưng ban chỉ đạo quận 7 trước trung tâm thương mại Aeon Mall City quận 7. Theo sự việc trước đó, vào chiều ngày 29 tháng 8, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đã có hành động lớn tiếng chửi bới một nhân viên an ninh tên D tại một trung tâm thương mại ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Người này tự xưng là ban chỉ đạo quận 7 và đang có ý định đi vào phía trong trung tâm thương mại. Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục kéo khẩu trang xuống nói chuyện tay đôi với D, liên tục khẳng định mình là người quản lý địa phương tại đây. Lãnh đạo ban tuyên giáo quận ủy quận 7 cho biết, qua xác minh bước đầu, người đàn ông trong clip không phải là thành viên của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7, cũng không phải cán bộ, chiến sĩ công tác tại công an quận 7. Vụ việc đang được công an quận 7 củng cố hồ sơ để có hướng xử lý theo quy định. Mới đây, một đoạn clip đã ghi lại được cảnh công tác phòng chống dịch của phường 4 và tổ công tác liên ngành của công an thành phố Vũng Tàu tranh cãi, thách nhau kiểm tra, gây xôn xao dư luận. Mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip ghi lại sự việc tổ công tác phòng chống dịch của Ủy ban Nhân dân phường 4 ở thành phố Vũng Tàu và tổ công tác phòng chống dịch của Công an thành phố Vũng Tàu ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tranh luận, thách lập biên bản xoay quanh các quy định kiểm dịch, kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Địa điểm xảy ra sự việc ở đường Bà Triệu ở phường 4. Trong clip, người phụ nữ đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới trong tổ kiểm tra của phường mình kiểm tra giấy tờ hai thành viên đi cùng tổ kiểm tra của Công an thành phố Vũng Tàu. Lý do phía phường cho rằng các cán bộ này đi làm việc nhưng mẫu giấy tờ ra đường không đúng quy định trong thời gian Vũng Tàu triển khai giãn cách xã hội. Hai bên đã xảy ra tranh cãi. Liên quan đến vụ việc này, ông Trần Hồng Hạ, người phát ngôn của Thành ủy Vũng Tàu cho biết thành phố sẽ họp yêu cầu hai bên tường trình, yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan để chứng chỉnh thái độ làm việc. Trong hai hôm nay, cư dân mạng đã không tiếc lời khen dành cho hai chiến sĩ đã đẻ thành công cho sản phụ ngay trên vỉa hè. Bé trai nặng 3,3kg được gia đình đặt tên giống như tên của chiến sĩ công an. Hai chiến sĩ được dành lời khen là anh Nguyễn Văn Tĩnh, học viên của trường Đại học Cảnh sát Nhân dân và anh Đỗ Vũ Thắng, chiến sĩ trung đoàn gia đình, đang làm nhiệm vụ tại chốt, phát hiện một sản phụ chuyển dạ đang được người nhà chở tới viện xin được qua. Lúc này, cả hai chiến sĩ nhanh chóng hỗ trợ chở sản phụ vào viện cấp cứu, di chuyển các chốt được vài trăm mét thì người này chuyển dạ sinh con. Trước tình huống này, anh Tĩnh đã kịp thời đỡ đẻ và giúp sản phụ vượt cạn thành công ngay trên vỉa hè, cùng với sự giúp đỡ của nhiều người. Nhờ có được sự giúp đỡ kịp thời, hai mẹ con sản phụ, mẹ tròn con vuông, khỏe mạnh, em bé nặng 3,3kg. Gia đình sản phụ vô cùng cảm kích hành động đẹp của các anh chiến sĩ. Tiếp đó, hai mẹ con sản phụ đã được đưa đến bệnh viện quận Bình Tân, hoàn tất các thủ tục nhập viện. Tại khu công nghiệp V-Ship, Quảng Ngãi đã có 28 người mắc COVID-19 nên phải xét nghiệm diện rộng cho công nhân. Trong lúc chờ xét nghiệm, hàng trăm công nhân đã hát karaoke để giết thời gian. Mới đây, tại địa điểm xét nghiệm ở công ty trách nhiệm hữu hạn Mensa ở huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi lại hình ảnh nhiều công nhân đang vui vẻ hát karaoke. Trong một khoảng sân rộng có hàng trăm công nhân, phần lớn là nữ giới đang vui vẻ nhảy nhót và hò hét. Ở một góc sân là một người đang say sưa hát với loa karaoke di động. Được biết, hoạt động hát karaoke này diễn ra khi mọi người đang chờ để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tịnh, ông Nguyễn Mạnh Cường đã xác nhận hình ảnh trong clip xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mensa trong khu công nghiệp V-Ship Quảng Ngãi. Trong lúc chờ xét nghiệm, nhiều công nhân đã tổ chức hát karaoke. Thời điểm diễn ra sự việc này, khá đông bảo vệ của công ty nhưng vẫn để cho công nhân vi phạm quy định phòng dịch.
Dù công ty này chưa phát hiện F0 nhưng việc này rất nguy hiểm. Công an huyện đang phối hợp điều tra xử lý hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch. Sai đến đâu sẽ xử lý đến đó. Nếu làm lây lan dịch bệnh có thể khởi tố xử lý hình sự. Các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu đã bỏ chạy, vứt lại nhiều bao hàng sau khi bị tổ công tác của lực lượng biên phòng truy đuổi. Sáng ngày 30 tháng 8, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết vừa tổ chức mật phục phát hiện và thu giữ 3.850 gói thuốc lá nhập lậu. Vào 1 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác của đồn biên phòng Nhân Hưng chủ trì phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống hàng trắng, tội phạm và đồn biên phòng Vĩnh Ngân tổ chức mật phục tại khu vực giữ chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 số 26 ở đồn biên phòng Vĩnh Ngân và chốt số 1 đồn biên phòng Nhân Hưng. Đến khu vực Trung Bắc Hưng, xã Nhân Hưng, huyện Tịnh Biên ở tỉnh An Giang, tổ công tác đã phát hiện một nhóm đối tượng đang vác các bao từ Campuchia hướng về phía Việt Nam. Khi các đối tượng cách biên giới khoảng 50m về phía Việt Nam, tổ công tác lập tức truy đuổi. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã vứt lại hàng hóa, lợi dụng đêm tối bỏ chạy về bên kia biên giới. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong các bao chứa có 3.850 gói thuốc lá, tổng trị giá hàng hóa gần 70 triệu đồng. Tổ công tác đã đưa toàn bộ tang vật về đồn biên phòng Nhân Hưng để tiếp tục điều tra và làm rõ. Mới đây, cảnh sát tỉnh Sapporo đã bắt giữ một người đàn ông 61 tuổi thất nghiệp, tình nghi đe dọa một người đàn ông Việt Nam đang làm việc tại một công trường xây dựng. Người bị bắt là một người đàn ông 61 tuổi thất nghiệp ở Toyohiraku, Sapporo. Người đàn ông đã tiến vào khuôn viên công trường xây dựng, bất ngờ quát một người đàn ông Việt Nam ồn ào quá và dùng một dụng cụ cắt kim loại là kìm cắt kim loại và đe dọa người đàn ông Việt Nam. Cảnh sát đã đến và bắt giữ người đàn ông Nhật Bản. Anh ta phủ nhận mọi cáo buộc, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ. Nhật Bản sẽ bắt đầu thử nghiệm một hệ thống hỗ trợ trí tuệ nhân tạo vào năm tài chính mới để tự động phát hiện và theo dõi các tàu nước ngoài khả nghi trong lãnh hải của mình. Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết họ hy vọng hệ thống này sẽ giúp do giảm bớt gánh nặng cho các hoạt động thực thi pháp luật trên biển khi Nhật Bản đối mặt với sự gia tăng của các cuộc xâm nhập vào vùng biển của họ và các hoạt động bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế, đặc biệt là các tàu cá Trung Quốc. Hệ thống tích hợp dựa trên AI sẽ giám sát dữ liệu vệ tinh, cho phép phát hiện và dự đoán sớm các cuộc xâm nhập bằng các phân tích dữ liệu, điều hướng của tàu như tốc độ, vị trí và hướng đi. Thông tin được biết, hệ thống này dự kiến sẽ có khả năng xử lý dữ liệu từ nhiều tàu cùng một lúc. Khi phát hiện tàu khả nghi, lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ điều tàu. Các quan chức bảo vệ bờ biển cho biết chính phủ đang cung cấp 450 triệu yên, tức là 4,1 triệu USD, để trang trải chi phí phát triển ban đầu. Hệ thống dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm tài chính 2024. Bộ Y tế Nhật Bản đang cân nhắc việc pha trộn và kết hợp các loại vaccine COVID-19 khác nhau để giúp giảm bớt lo ngại về nguồn cung và đẩy nhanh chương trình tiêm chủng của đất nước. Hiện tại, Nhật Bản chủ yếu sử dụng vaccine COVID-19 do Pfizer hoặc Moderna phát triển cho chương trình tiêm chủng của mình. Vaccine của AstraZeneca được sản xuất tại Nhật Bản theo giấy phép đã được phê duyệt vào tháng 7 để sử dụng cho những người từ 40 tuổi trở lên. Tính đến nay, 43,5% dân số của đất nước đã được tiêm 2 liều. Ông Taro Kono cho biết, chúng tôi có thể mong đợi sự tăng tốc trong việc tiêm chủng nếu chúng tôi được chấp thuận đối với cách tiếp cận liều lượng hỗn hợp từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. Đối với việc tiêm chủng vaccine thứ 3 đã được xem xét để đối phó với việc giảm hiệu quả và các trường hợp nhiễm trùng đột phát ở những người được tiêm đầy đủ. Việc này có thể được bắt đầu sớm nhất cho các nhân viên y tế vào tháng 10 và cho những người từ 65 tuổi trở lên vào tháng Giêng hoặc tháng 2 khi đã được ủy quyền. Bão Ida mạnh lên thành bão cấp 4 khi tăng tốc về phía bang Louisiana của Mỹ với khả năng gây ảnh hưởng rất lớn giữa lúc dịch bệnh căng thẳng. Trung tâm bão quốc gia NHC của Mỹ cho biết bão Ida đã mạnh lên cấp 4 trên thang cảnh báo bão Saffir-Simpson gồm 5 cấp độ. Theo thông tin được biết, bão nằm cách cửa sông Mississippi khoảng 120 cây số về phía nam với sức gió 220 km/h. Bão Ida dự kiến đổ bộ vào đất liền với sức gió 225 km/h cùng với những trận mưa chút xuống lượng nước đến 381 mm và chiều cường dâng cao có thể lên đến 3-4,5 m. Thống đốc John Bell Edwards của Louisiana nhận định đây là cơn bão mạnh nhất đánh vào bang kể từ năm 1850. Cơn bão cũng diễn ra vào thời điểm dịch COVID-19 nghiêm trọng tại Louisiana, nơi có tỷ lệ mắc COVID-19 cao thứ 3 tại Mỹ trong vòng 7 ngày qua. Thống đốc của bang này tỏ ra lo lắng khi bệnh viện gần như đã không còn sức chứa. Hàng chục nghìn người dân và du khách đã được yêu cầu sơ tán, đóng cửa toàn bộ cửa hàng, các nhà dân cũng được gia cố. NHC cảnh báo nguy cơ ngập lụt trên diện rộng và triều cường dâng cao tới 4,5 mét tại các khu vực quanh cửa sông Mississippi. Ông Caleb Wallace, người đi đầu trong việc phản đối đeo khẩu trang và các quy định giới hạn liên quan tới COVID-19 tại bang Texas, đã qua đời sau một tháng chống chọi với COVID-19. Theo thông tin từ gia đình ông Caleb Wallace, ông Caleb không thể tiếp tục chống chọi. Được biết, ông Wallace nhập viện hôm 30 tháng 7,
Tình trạng của ông đã xấu đi nhanh chóng khi ông bất tỉnh và phải dùng thuốc an thần nặng từ ngày 8 tháng 8. Ông Wallace nổi tiếng trong khu vực vì hành động phản đối các quy định giới hạn liên quan tới Covid-19 và là người thành lập Hội Những Người Bảo Vệ Tự Do San Angelo, tổ chức một cuộc biểu tình nhằm chấm dứt chế độ chuyên chế Covid-19. Trước khi nhập viện, ông này còn tổ chức một cuộc vận động tự do để kêu gọi những người chán ghét chính phủ kiểm soát cuộc sống của chúng ta tham gia biểu tình. Ban đầu khi có các triệu chứng của Covid-19, ông đã từ chối điều trị tại bệnh viện, tự điều trị bằng vitamin C, kẽm aspirin, ống hít và thuốc viêm Ivermectin. Nhưng vài ngày sau, một người họ hàng đã đưa ông đi cấp cứu. Sau hơn một tháng chống chọi, ông này đã không qua khỏi. Các nhà nghiên cứu Nam Phi đã phát hiện một biến chủng đáng quan tâm của virus SARS-CoV-2 thông qua quá trình theo dõi đột biến của virus trong làn sóng virus Covid-19 thứ 3 ở đây. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nam Phi và Viện Nghiên cứu KwaZulu-Natal đã xác định được biến chủng mới của SARS-CoV-2 và đặt tên là C.1.2. Biến chủng đáng quan tâm này được phát hiện lần đầu tiên tại tỉnh Mpumalanga và Gauteng vào tháng 5 năm nay khi Nam Phi chuẩn bị bước vào làn sóng Covid-19 thứ 3. Tính đến giữa tháng này, C.1.2 đã xuất hiện ở hầu hết các tỉnh của Nam Phi và xuất hiện tại nhiều nước khác. Theo nghiên cứu, C.1.2 có tổng cộng 59 đột biến so với biến chủng đầu tiên của SARS-CoV-2 phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Trong đó, các đột biến có đột biến được cho có thể làm tăng khả năng lây nhiễm của virus, giảm hiệu quả của kháng thể. Các nhà khoa học hiện đang tiếp tục theo dõi đà lây lan của biến chủng này và đánh giá liệu các đột biến mới có biến chủng C.1.2 dễ lây lan và dễ né miễn dịch hơn hay không. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa của người Việt tại Nhật về nước vẫn luôn ở mức cao. Trong tình hình dịch Covid-19 như hiện nay thì tình trạng chậm trễ, thậm chí không thể lưu thông luôn xảy ra. Vì vậy, đơn vị vận chuyển Thom Express sẽ là một lựa chọn cho bạn cân nhắc. Đơn vị vận chuyển Thom Express, một trong những đơn vị vận chuyển đang duy trì ổn định chuyển giao trong thời điểm dịch bệnh. Thom Express cung cấp dịch vụ ship đường bay chỉ từ 185.000 một ký, nhanh nhất là từ 5 đến 10 ngày, và đường biển chỉ từ 90.000 một ký, hàng có thể chậm vì dịch bệnh đang căng thẳng. Hàng hóa thông quan chính ngạch, không qua trung gian và chế độ bảo hiểm rõ ràng. Để giúp cho người dùng tiện lợi hơn trong việc đăng ký ship hàng, theo dõi tình trạng ship, Thom Express vừa ra mắt thêm ứng dụng điện thoại với nhiều chức năng tiện lợi. Đây sẽ là một sự lựa chọn đáng cân nhắc cho những người Việt đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Japan Daily Top News. Khánh Huyền xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.